Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đều có những lần muốn được quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm mà mình đã làm ra, hay chỉ là quay về quá khứ để giúp cho bản thân đạt được một nhu cầu ích kỷ nào đó mà không màng đến những thứ sẽ thay đổi sau hành động của mình. Những khao khát ấy sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt khi bạn phải đối mặt với việc mất đi những người thân yêu, sự tiếc nuối về những hành động chưa được thực hiện, hay cảm giác hối hận vì những sai lầm mà mình đã làm mà chưa có cơ hội nói hay bù đắp cho người ấy. 12 Minutes là một tựa game đi vào khía cạnh này, và nó đã khiến cho tôi phải đặt ra rất nhiều câu hỏi sau khi hoàn thành nó. Tựa game indie này được phát triển bởi Luis Antonio, một cựu nhân viên của Rockstar và Ubisoft. Với kinh nghiệm làm việc của mình cùng với đam mê được theo đuổi và phát triển một tựa game độc lập, 12 Minutes là một sản phẩm đầy tham vọng được ấp ủ sau hơn 6 năm phát triển, và nó đã tạo ra một làn sóng lớn trong cộng đồng game thủ bởi sự kỳ lạ của nó. Sau khi tôi hoàn thành tựa game này, tôi buông chuột ra và nghĩ rằng những thứ điên rồ sao lại có thể đến từ sự đơn giản như vậy. Twelve Minutes là một tựa game giải đố mang yếu tố trinh thám với góc nhìn top-down cùng gameplay click and point đơn giản, dễ chơi. Luis Antonio đã rất thành công trong việc truyền tải câu chuyện của nhân vật cũng như thể hiện các cung bậc cảm xúc của tất cả nhân vật trong game. Bối cảnh chính được diễn ra trong một căn hộ nhỏ của một đôi vợ chồng trẻ. Dù không gian có vẻ khá khiêm tốn nhưng nó là đủ lớn đối với một vòng lặp vô tận trong 12 phút. Sự ấm cúng ban đầu sẽ dần dần biến mất và thay vào đó là những nghi hoặc và hiếu kỳ. Điều mà khiến tôi phải choáng ngợp chính là việc nội tâm nhân vật đã được thể hiện vô cùng xuất sắc nhờ vào màn thể hiện của những diễn viên hạng A Hollywood như James McAvoy, giáo sư X trong loạt phim X-Men, Daisy Ridley, Rey trong loạt phim Star Wars và William Dafoe, Green Goblin trong Spider-Man của Tobey Maguire. Dưới góc nhìn của một game top-down indie, bạn sẽ không thể thấy được các hành động của nhân vật diễn ra một cách điện ảnh hay chi tiết như các tựa game 3A. Chính vì thế, phần lồng tiếng lại là linh hồn khiến cho các câu chuyện trong game trở nên chân thật và khiến người chơi như tôi bị cuốn vào lúc nào không hay. 8 years ago, your father, a gun, ring any bells? Cách họ nói chuyện, cách ba người họ thể hiện tương tác với nhau, nó trở thành một chất xúc tác hoàn hảo mà khó gì miêu tả được. Tôi càng trở nên tò mò và muốn tìm ra sự thật, vì những nhân vật mà họ đại diện đang trở nên ăn ý một cách lạ thường. Và điều này khiến cho tôi không thể ngừng chơi. Tôi chưa bao giờ muốn tìm ra chân tướng sự thật nhanh đến thế trong một trò chơi dại như này. Vì vậy, sẽ không bất ngờ khi nói phần performance của các diễn viên lồng tiếng đại diện cho sự thành công của tựa game này. Chúng ta từng thấy Christopher Judge, diễn viên lồng tiếng cho Kratos trong tựa game God of War phiên bản 2018 đã làm được những điều lớn lao như nào. Quay trở về với 12 Minutes, sử dụng thuyết vòng lặp thời gian để làm bản lề cho tất cả. Đây chính là một trong những điểm khiến cho cốt truyện của Luis Antonio trở nên hấp dẫn và cuốn hút đến như vậy. Cách anh cài cắm vào những chi tiết nhỏ khiến cho 12 Minutes dù là một tựa game về mặt lý thuyết là ngắn, nhưng để hoàn thành nó sẽ không phải đơn giản, và đổi lại, người chơi có thể sẽ tốn không ít thời gian với nó. Với ba nhân vật chính là người chồng được thủ vai bởi Mark Cavoy, người vợ bởi Daisy Ridley và gã cảnh sát bởi William Dafoe, vòng lặp bắt đầu khi người chồng vừa về nhà sau khi tan sở và chuẩn bị có một bữa tối đặc biệt với người vợ anh yêu quý. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi gã cảnh sát tìm đến nhà và đòi bắt người vợ vì tội đã giết hại chính bố ruột của cô vào 8 năm trước. Từ đây bạn sẽ phải tìm cách để minh oan cho vợ hoặc điều tra vụ án năm xưa và tìm ra hung thủ thực sự. Kết quả của 5 phút tiếp theo phụ thuộc vào bạn. Âm thanh của game cũng đã làm rất tốt trong những giai đoạn kịch tính cũng như bất cứ phân đoạn nào trong khoảng thời gian ngắn hạn của 12 Minutes. Bạn sẽ có thể ghi nhớ các mốc thời gian trong game chỉ bằng âm thanh chân thực. Nhưng âm thanh này sẽ cứ lặp đi lặp lại với mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh. Điều này khiến cho người chơi thực sự cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian. Game đề cao sự quan trọng trong những câu trả lời của bạn. Vì chỉ có gọn mọi thứ trong đúng 10 phút nên mọi quyết định của bạn sẽ thể hiện rất rõ trong mỗi phần chơi của mình. Mỗi một lần quay lại bạn sẽ được mang theo kiến thức và ký ức của tất cả những phần chơi trước. Biến các phần chơi đó như những mảnh ghép của một bức tranh tổng thể. Nhưng để hoàn thiện được nó, bạn sẽ phải tìm kiếm và trigger tất cả những thông tin từ mọi thứ mà bạn phát hiện được. Nhưng nếu chuyến hành trình phá án này trở nên quá căng thẳng thì bạn cũng có thể tạm dừng việc tìm kiếm câu trả lời và tận hưởng cuộc sống thường ngày trong những phút đầu ở mỗi lần chơi trước khi gã cảnh sát gõ cửa. Ví dụ như tưới cây, chuẩn bị bữa ăn, ngồi nói chuyện với vợ hay khiêu vũ với cô ấy. Đừng quên rằng, việc là một game dạng point and click nên bạn sẽ không bị giới hạn bởi những hành động của mình. Game sẽ không chỉ dừng lại ở những hành động đời thường an nhàn mà còn cho phép bạn có thể làm những điều điên rồ, trái với lương tâm đạo lý như tra tấn nạn nhân và thậm chí là giết người.
Việc thể hiện nội tâm nhân vật không chỉ bằng hành động và lời nói mà còn được thấy qua các diễn biến của game. Bạn sẽ thực sự hiểu được cái cảm giác đó khi bạn đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi được cái vòng lặp chết tiệt này. Trước đây khi đánh giá tựa game Returnal của Housemarque, tôi cũng đã hiểu cái cảm giác tuyệt vọng của người chơi khi họ buộc phải trải nghiệm cái chết hết lần này đến lần khác. Việc giải đố tuy không mang tính thử thách nhưng để trigger được những thông tin cần thiết, bạn sẽ phải lặp đi lặp lại rất nhiều những hành động sau mỗi lần chơi. Điều này cũng không thể tránh khỏi trong một tựa game có hệ thống choice matter nhiều đến như vậy. Khi bạn làm sai một hành động hay quên phải làm một điều gì đó, cũng có thể khiến cho bạn làm hỏng cả phần chơi đó và phải làm lại từ đầu. Game không có nút restart nếu như bạn fuck up, nhưng không sao cả. Vì với hành động đơn giản như đi ra khỏi căn hộ cũng có thể giúp cho bạn quay về điểm xuất phát. Bạn thậm chí được cho phép nhân vật chính tự sát để restart lại. Nhưng cách này có vẻ sẽ điên rồ đó. Nhân tiện, nói đến việc tự sát thì bạn cũng sẽ thấy rõ được biểu cảm của nhân vật chính khi anh ấy làm điều này. Nó đã miêu tả vô cùng chân thực tâm lý của người có ý định tự vẫn, bắt đầu từ việc rối loạn tâm thần và sự ám ảnh của nhân vật chính. Bản thân nam chính sau khi trải qua 10 phút kinh khủng lặp đi lặp lại đã tạo ra những sang chấn về mặt tâm lý. 12 Minutes còn cho chúng ta thấy rõ sự lưỡng lự của nhân vật chính trong lần đầu tiên sử dụng dao để kết liễu bản thân. Nói sao nhỉ? Những lần tiếp theo khi cố gắng tự sát, sự thay đổi từ hành động lưỡng lự sang dứt khoát đã phần nào miêu tả được tâm lý của con người khi đứng trước quyết định kết liễu bản thân. Đó thực sự là những tinh tế mà 12 Minutes đã cài cắm và tôi đánh giá cao việc Luis Antonio chăm chút cho tựa game của mình. Nội dung mà game muốn truyền tải đến cho người chơi thông qua những triết lý và bài học có thể sẽ khó chạm đến nhiều người chơi đại chúng. Có lẽ vì thế mà 12 Minutes đã tìm một cách tiếp cận khác và nó đã thành công khi game đặt người chơi vào đúng mạch cảm xúc của các nhân vật. Nó mang đến tính thực tế, dễ liên hệ để nhận thấy sự cảm thông. Để từ đó sự nhân văn và nhân sinh trong từng cử chỉ lời nói của người chơi khi đưa ra đã tác dụng lại vào chính họ. Bạn có thể sẽ thấy mình có một chút nào đó giống với các nhân vật bởi họ cũng chỉ là người bình thường và đang đối mặt với những khó khăn thường gặp trong cuộc đời. Có lẽ 12 Minutes cũng đang muốn nhắc nhở đến những người đang yêu nhau hay những cặp vợ chồng trẻ rằng cách họ giải quyết vấn đề sẽ quyết định tương lai và cả mối quan hệ của họ nữa. Chiếc đồng hồ chỉ có kim phút vẫn cứ chạy và lại quay trở lại số 12. Nó cứ liên tục lặp lại như thế cho đến khi bạn vén màn được sự thật của toàn bộ câu chuyện đã và đang xảy ra. Quá khứ sẽ quyết định thực tại và thực tại sẽ quyết định cho tương lai. 5 phút đầu là thực tại mà bạn đang sống. Từ đó cho đến phút thứ 10 là tương lai. Và 2 phút còn lại nằm trong quá khứ đã tạo ra thực tại của bạn. Việc sử dụng cơ chế time loop trong một tựa game có nhiều lựa chọn và quyết định như 12 Minutes thì tôi nhận ra ý nghĩa đằng sau của việc tựa game này cho phép chúng ta được sửa sai sau mỗi lần thất bại. Sử dụng thời gian vô tận của bạn thật có ích để khiến mọi thứ trở nên tốt nhất có thể. Nhưng sẽ chẳng có phép màu thần kỳ nào ngoài đời thật có thể cho phép bạn thay đổi được những điều đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ đây là điều mà Luis Antonio đã gián tiếp nói với người chơi thông qua 12 Minutes. Bạn cần phải trân trọng những quyết định trong đời, vì game có thể cho bạn restart, nhưng đời thật thì không. Minutes không phải là một tựa game dài nhưng giá trị của nó mang lại rất lớn. Nó phụ thuộc vào khả năng và sự nhạy cảm của người chơi. Nhưng dù thế nào thì 12 Minutes thực sự là một tựa game nên chơi. Bởi khi tự bản thân bạn trải nghiệm thì bạn sẽ thấy được cốt truyện và ý nghĩa của nó mang lại. Tôi nghĩ là mình không còn gì phải nói nữa ngoài việc nể phục Luis Antonio bởi anh đã thực sự đưa dòng game point and click lên một nấc thang nữa sau khi chứng kiến dòng game này vốn không hề có nổi bật nào trong suốt một thời gian dài. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài đánh giá game gần đây của chúng tôi và series Phá Đảo. Và muốn xem các thứ khác nữa, hãy ấn subscribe Yogameko.